một nhạc công, ca sĩ tài hoa và giàu có, trở thành mục tiêu cho đám mafia tàn ác, để rồi bị chúng bắt cóc, nhưng không phải để đòi tiền chuộc, cũng không phải để trả thù hay bắt bớ vô cớ, mà vì một lý do oái oăm hơn. Xin chào, để Mina kể lại cho các bạn vụ bắt cóc đầy bi hài trong lịch sử này, ở tập Vân Tay Kỳ Án hôm nay nhé. Bịt mắt bắt quà. Alphonse Gabriel Carbon sinh ra ở quận Brooklyn của New York vào ngày 17 tháng 1 năm 1899. Cha ông là thợ cắt tóc và mẹ ông là thợ may. Cả hai đều sinh ra ở Anzi, một đô thị nhỏ ngoại ô Naples, thuộc tỉnh Salerno, Italia. Gia đình Carbon đã di cư đến Hoa Kỳ vào năm 1893 bằng tàu biển. Al Capone tỏ ra có triển vọng khi còn là học sinh, nhưng lại gặp rắc rối với các quy định tại ngôi trường công giáo nghiêm khắc. Việc học của ông ta kết thúc ở tuổi 14 sau khi bị đuổi học vì đánh vào mặt một giáo viên nữ. Capone làm những công việc lặt vặt quanh Brooklyn, bao gồm ở một cửa hàng kẹo và một sân chơi bowling. Từ năm 1916 đến năm 1918, ông chơi bóng chày bán chuyên nghiệp. Sau đó, Capone bị ảnh hưởng bởi trùm xã hội đen Johnny Tozio, người mà ông ta coi như người cố vấn. Capone ban đầu tham gia vào các băng nhóm nhỏ, bao gồm Junior Forty Thieves và Bouncy Boys. Sau đó anh ta gia nhập Brooklyn Zippers, rồi đến Five Boys gang hùng mạnh có trụ sở tại Lower Manhattan. Trong thời gian này, ông ta được làm việc và cố vấn bởi người đánh giá Frankie Jail, một nhân viên pha chế trong vũ trường. Tại quán rượu có tên là Harvard Inn, Capone đã vô tình lăng mạ một cô gái khi đang mở cửa, nên bị anh trai cô ta là Frank Gallucio dùng dao chém 3 nhát vào bên má trái, vết thương dẫn đến biệt danh mặt sẹo, cái tên mà Capone vô cùng căm ghét. Năm 1919, Capone rời thành phố New York đến Chicago và trở thành vệ sĩ cho ông trùm Johnny Tozio, người đứng đầu băng đảng lớn nhất nhì nước Mỹ khi đó, chuyên bảo kê buôn rượu lậu. Capone bắt đầu công việc với tư cách là người bảo vệ trong một nhà thổ, được cho là nơi có nhiều khả năng khiến ông ta mắc bệnh giang mai. Capone biết mình bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu, nên đã sử dụng Salvacen, hay còn gọi là thuốc kháng sinh 606, để kịp thời chữa khỏi bệnh nhiễm trùng. Nhưng dường như ông ta chưa bao giờ tìm cách điều trị dứt điểm. Johnny Tozio đứng đầu một nhóm tội phạm người Ý lớn nhất ở Chicago, và Capone chính là cánh tay phải của hắn. Tozio luôn cảnh giác với việc bị lôi kéo vào các cuộc chiến băng đảng và cố gắng đàm phán các thỏa thuận về lãnh thổ giữa các băng nhóm đối thủ. Tháng 1 năm 1925, một cuộc phục kích khiến Capone bị chấn động nhưng không bị thương. 12 ngày sau, Tozio đang đi mua sắm trở về thì bị bắn nhiều phát. Sau khi bình phục, ông từ chức và giao quyền kiểm soát cho Capone, lúc này vừa tròn 26 tuổi, và Al Capone trở thành ông chủ của một tổ chức chuyên sản xuất bia bất hợp pháp, lãnh thổ kinh doanh vươn tới tận Canada. Với sự bảo vệ từ chính trị gia lẫn cảnh sát, ông ta có thể sử dụng bạo lực để gia tăng doanh thu. Bất kỳ cơ sở nào từ chối mua rượu từ Capone sẽ bị cho nổ tung. Đã có tới 100 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom như vậy trong những năm 1920. Al Capone hâm mộ nhạc gia, thường dành riêng không gian tại chuỗi quán rượu, nhà hàng xa xỉ của mình để các nghệ sĩ biểu diễn. Các tên tuổi lẫy lừng của nhạc gia ở Mỹ như Louis Armstrong, Cab Calloway, v.v. đều trưởng thành trong các câu lạc bộ do Al Capone sở hữu và kiểm soát, và cuộc chạm trán giữa ông trùm và thần đồng âm nhạc Fat Waller đã diễn ra theo cách không thể bi hài hơn. Thomas Wright Fat Waller sinh ngày 21 tháng 5 năm 1904 tại New York. Fat Waller được giới chuyên gia nhìn nhận như nhạc sĩ thiên tài và là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong thời đại đó. Fat Waller với phong cách nhạc gia mới lạ đã gây được tiếng vang lớn không chỉ ở Mỹ mà tới tận châu Âu, sở hữu lượng khán giả hâm mộ hùng hậu, trong đó có cả những người có máu mặt. Tháng 1 năm 1926, Fat Waller rời New York để tham gia biểu diễn theo hợp đồng đã ký tại khách sạn Sherman ở Chicago. Sau buổi biểu diễn tối hôm đó, Waller bị dí súng vào lưng, bốn người đàn ông trói anh lại rồi đưa vào một chiếc limousine, sau đó đưa anh chàng đến nhà trọ Hawthorne.
thuộc sở hữu của Al Capone. Waller được lệnh vào trong tòa nhà, rồi phát hiện một bữa tiệc linh đình đang diễn ra tại đây. Với một khẩu súng dí sau lưng, anh bị đẩy về phía một cây đàn piano và yêu cầu chơi nhạc. Waller vô cùng sợ hãi khi nhận ra mình là món quà bất ngờ trong bữa tiệc sinh nhật của Capone. Nhưng rồi sớm cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng những kẻ bắt cóc không có ý định giết mình. Waller như mọi khi biểu diễn bằng tất cả tài năng, đam mê và sự duyên dáng của mình, bất chấp khán giả có là ai. Ngay sau bài hát đầu tiên, đám đông những người mang vẻ ngoài giàu có reo hò sung sướng, tiếng vỗ tay lớn nhất tới từ một người đàn ông lực lưỡng với vết sẹo không thể nhầm lẫn, chính là Al Capone. Waller được trả $100 cho mỗi bài hát, tương đương $2,000 ngày nay, và được thiết đãi bằng đồ ăn đắt tiền, sâm panh thượng hạng để chơi nhạc suốt 3 ngày 3 đêm. Nghệ sĩ trình diễn say mê đến mức nằm ngủ ngay trên chiếc piano giữa các ca biểu diễn. Kết thúc 3 ngày, vẫn là những gã bặm trợn ấy đẩy anh trở lại chiếc limo và đưa anh ấy về lại nhà. Waller chết vì bệnh viêm phổi vào năm 1943 ở tuổi 39, được hỏa táng và cho cốt thì được giải khắp Harlem từ một chiếc máy bay. Về phía Al Capone, ông ta bị bỏ tù năm 1932 ở tuổi 33. Khi đến Atlanta, ông ta được chẩn đoán mắc bệnh giang mai, bệnh lậu, thùng vách ngăn mũi. Sức khỏe của y xấu đi trong những năm sau đó vì đột quỵ, đau tim và rối loạn tâm thần do bệnh giang mai. Vì sức khỏe không tốt, Capone được ra tù vào ngày 16 tháng 11 năm 1939 và được chuyển đến bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore để điều trị giang mai. Vì danh tiếng không mấy tốt đẹp, Johns Hopkins đã từ chối điều trị cho ông ta. Nhưng bệnh viện Union Memorial cùng thành phố sẵn sàng nhận vào chữa trị. Capone rất biết ơn sự chăm sóc ân cần mà ông đã nhận được, nên liền tặng hai cây anh đào Nhật Bản cho bệnh viện vào cùng năm. Sau vài tuần chăm sóc nội trú và ngoại trú, ngày 20 tháng 3 năm 1940, Capone ốm yếu rời Baltimore và di chuyển đến nơi ở của mình, là một biệt thự ở đảo Palm, Florida. Dù ông ta là một trong những bệnh nhân người Mỹ đầu tiên được điều trị bằng loại thuốc kháng sinh penicillin hoàn toàn mới, tuy đã quá muộn để ông ta có thể đảo ngược tổn thương ở não, nhưng nó đã làm chậm sự tiến triển của căn bệnh. Năm 1946, Capone trải qua những năm cuối đời cùng vợ và các cháu. Ngày 25 tháng 1 năm 1947, ông ta qua đời sau khi tim ngừng đập do chứng đột quỵ. Al Capone được an táng tại nghĩa trang Mount Carmel ở Hillside, Illinois. Video đến đây là hết. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại một bình luận cho Mina cùng biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Vân Tay Kỳ Án nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.